Ôm chặt em lúc nào, giữ chặt em lúc nào, không buông tay để cho anh tâm tìm một lần nữa thôi. Thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Bảy năm kết thúc, sau nhiều năm đón thương, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sáng say từ ngày lúc đầu. Sân khấu, hội trường, âm thanh, hội thảo, phòng họp.